Tại cửa hàng thuốc lá này, sự xuất hiện của Bitcoin đã tạo ra hứng thú với nhiều khách hàng, đặc biệt là với những ai quan tâm tới đồng tiền ảo Bitcoin. Giá cả hợp lý hơn và việc giao dịch cũng dễ dàng hơn. Ít nhất bạn không cần cung cấp thông tin thẻ ngân hàng của mình cho website bán tiền ảo. Về phía chủ cửa hàng, trong bối cảnh kinh doanh từ thuốc lá đang đi xuống, tiền số cũng là bước đi mới được nhiều chủ cửa hàng tabac quan tâm. Bây giờ chúng tôi đang mở rộng ra với nhiều sản phẩm khác như là thanh toán tiền điện thoại hay nạp tiền cho mua hàng trực tuyến. Bởi vậy nên tôi nghĩ Bitcoin cũng sẽ là mặt hàng khá được quan tâm. Đây là dự án của một công ty công nghệ tại Pháp chuyên về lĩnh vực tiền số và đã được cơ quan giám sát và phân xử Pháp chấp thuận. Nhiều người tỏ ra hứng thú với Bitcoin nhưng lại không biết làm thế nào để mua nó. Chúng tôi hy vọng việc giúp mua bán dễ dàng hơn sẽ giúp phổ biến loại tiền này. Dự kiến sẽ có từ 3.000 đến 4.000 cửa hàng được lắp đặt các phần mềm cần thiết để xử lý việc bán Bitcoin. Người dùng có thể mua các phiếu giảm giá Bitcoin với giá 50, 100 hoặc 250 euro.